Hello mọi người, tôi Hiền nè. Nhân dịp lễ 2 tháng 9 là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận cùng với Hiền nha. Này là Hiền đi du lịch theo tour Bạch Mã Travel do công ty Thánh Khôn tổ chức. Xe xuất phát lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 8. Hiền bị say xe, rồi lên xe Hiền uống thuốc xong có là Hiền ngủ luôn. Nhưng mà Hiền bị đánh thức bởi một tiếng hát rất là quen thuộc. Để mở đầu cho chuyến đi đầy suôn sẻ và nhiều niềm vui á, mời mọi người đến với ca khúc Họa đi phúc sẽ đến của ca sĩ Quý Dân. Cầu sẽ để thật nhân nhiều lần ra cùng cũng không khuất phục thù nhung thật trang đời đâu mới chốn tiền tài sương vui được ngoài công danh chưa thành công trăm bước thôi ta cố lên hoa đã nếm trái đủ rồi thì buồn nên vì đời cho ca sĩ. Nhưng mà trước tiên em bị xe rất là mệt. Chạm dừng chân đầu tiên trong cái chuyến hành trình này là nhà hàng cơm Yunaga, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Số ăn sáng tiêu chuẩn cho một người là một phần hủ tiếu Nam Vang hoặc là một phần bún bò Huế, kèm theo đó là một ly cà phê sữa để có thể tỉnh táo suốt cả một đoạn đường dài. Xe tiếp tục lăn bánh trên đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận với tổng chiều dài là 99 km. Cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi thì đoàn xe mình cũng dừng lại thuộc các nhà hàng tại Phan Rang để ăn trưa. Các món ăn này thì đã được bên tour đặt sẵn rồi mà mọi người cùng ăn với mình nha. Ta-da! Long Thuận Hotel and Resort tọa lạc trên bãi biển Ninh Chữ tuyệt đẹp, khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất của thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đồng hành cùng tour Bạch Mã Travel đón chào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thánh Khôn. Sau khi mà hoàn thành thủ tục nhận phòng check-in tại lễ tân thì xe trung chuyển sẽ chở khách về phòng để nghỉ ngơi. Khu nghỉ dưỡng Long Thuận gồm hai khu là khu resort 3 sao và khu hostel 4 sao. Trong tour của Hiền là khu resort 3 sao có rất là nhiều hạng phòng như là Standard, Deluxe, Bungalow và công ty chọn cho nhân viên ở là phòng Standard và phòng của Hiền là nằm ở khu C, phòng Standard Garden View, có nghĩa là phòng tiêu chuẩn hướng sân vườn. Bây giờ mọi người theo chân mình để về phòng xem phòng của mình như thế nào nha. Mình rất là háo hức luôn đó mấy bạn ơi. Vì lý do tâm linh, phong thủy bất thành văn trong lĩnh vực lưu trú, khi nhận phòng ở khách sạn, thường thực hiện thao tác gõ cửa 3 lần, cốc cốc cốc. Mọi người đừng quên nha, tâm linh không đùa được đâu. Mời mọi người tham quan room tour cùng với Hiền nha. Phòng Standard Garden, diện tích 24m², tiêu chuẩn 2 giường đơn. Giá phòng đã bao gồm buffet sáng, tắm hồ bơi và sử dụng sân tennis, miễn phí nước suối, trà và cà phê, với đầy đủ các tiện nghi trong phòng như là tivi, điện thoại, máy lạnh, tủ lạnh, két sắt, vòi sen, nước nóng lạnh, bình siêu tóc, máy sấy tóc, dép trong phòng, bàn làm việc và bàn trang điểm. Đặc biệt đó là có ban công ngắm view sân vườn và phòng của Hiền ở tầng 3 trên cao nữa, thì xem như Hiền có thể thêm được tổng thể cả khu vườn xanh mướt. Còn phía xa kia là nhà cao tầng, đó chính là hostel 4 sao. Thôi thì hành trình sáng giờ từ Bình Dương tới Ninh Thuận cũng khá là dài rồi. Bây giờ thì Hiền cũng hơi đờ người một xíu nên là Hiền sẽ dừng clip ở đây nha, để Hiền nằm nghỉ ngơi. Chiều nay tập trung ở ngoài bãi biển tham gia team building với các trò chơi vận động trên biển, Hiền sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Hiền gặp lại mọi người ở chuyến nghỉ dưỡng 2 tháng 9 Ninh Thuận phần 2. Bye bye.